Xin chào tất cả các bác, chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em vừa mới mua được con này ở trên Shopee về này. Đấy. Con này thì là giá của nó là 736.000 cả tiền cước anh em nhé. Đây. Anh em có thể thấy này, 736.000 tiền cước này. Thì em lấy con này về để nâng cấp cho cái con cây PC của em. Cây PC kia của em thì là nó là con nó chạy bên B460 Tomahawk. Còn CPU của nó thì nó là con i5-10600K anh em nhé. Thì em cũng đang tính là nâng con nguồn này lên rồi sau đó là tiến hành sắm lên con cạc. Bởi vì là chạy con 1050 Ti ấy. Thì khi mà muốn nâng lên tầm 1660 thì em sợ là chạy thì cũng nói chung là cũng không biết là nó có đủ hay không. Bởi vì là cái nguồn cũ của em hiện tại bây giờ nó đang là 600, nó đang là 500W anh em nhé. 500W nhưng mà em muốn là nâng cho nó dư giả lên, nếu mà trường hợp mình có thể nâng lên 1660 Super hoặc là 2060 đấy. Thì ở trong video clip này em cũng quay cho các bác và anh em đây. Đấy, đây là con Xpowell của Simatech anh em nhé, Xpowell 3 này. Thì về cái phần hiệu năng ấy thì nhà sản xuất có báo nó của nó là lên 80-85+ anh em nhé. Đấy. Cổng 12V này. Đấy, quạt là 120mm này, đường kính này. Nói chung là về tiếng Anh thì em cũng không hiểu lắm đâu, nhưng mà thấy nhiều anh em sử dụng cái con Xpowell này thì đều nói là con này dùng thuộc dòng nguồn phần tầm trung. Đấy, tầm trung nhưng mà dùng rất là ok. Đấy, thì trong video clip này em cũng tiến hành em mở cho anh em nhé. Đấy, xem này, anh em có thể thấy này. Đấy, bên trong thì nó sẽ gồm có một cái dây nguồn của điện lưới này. Đấy, nguồn 3 chân này anh em nhé. Và đây là cái con nhân vật chính của anh em ta này. Đó, bây giờ em sẽ để xích ra này. Em quay bằng điện thoại cho nên anh em thông cảm nhé. Đây, anh em có thể thấy này nhé. Đây là con Xpowell 3 đây. Đấy, 650W này. Đấy, bên trong đây anh em có thể nhìn thấy cũng rất là nặng anh em nhé. Quạt này, quạt đường kính nhà sản xuất báo là 12mm này anh em ạ. Đường kính là 12cm này. Bên trong đây, linh kiện bên trong đây anh em có thể nhìn kỹ này. Bên trong này. Đó, ok anh em. Thế thì về cái con nguồn này thì bảo hành của hãng là 36 tháng anh em ạ. Đấy, tem siêu này, tem vôn này. Đấy, rất là ok. Thì bây giờ em sẽ tiến hành em đi dây nhá. Em đi dây em thay cái nguồn cũ kia. Anh em có thể thấy này. Đây là cái phần dây nguồn của nó này, tất cả thì đều là bằng dây bẹt hết. Em thì em không thích dây bẹt lắm đâu. Nhưng mà thấy ở con nguồn này nó ok thì nói chung là cái phần quan trọng là về phần chất lượng thôi, nó ổn định mà giá nó vừa phải. Còn hơn là mình mua những cái con nguồn mà giá nó rẻ quá nhưng mà chạy nó không ổn định thì nó dẫn đến tình trạng hư hỏng máy, hư hỏng linh kiện máy tính nha anh em nhé. Đấy, bây giờ thì em sẽ tiến hành em lắp cái con nguồn này vào. Đấy, thì anh em cũng theo dõi nhé. Đấy, bác nào anh em nào đang có nhu cầu mua PC thì cũng có thể là tham khảo video này của em. Đấy, về cái cách chọn nguồn, em thì chọn con Simatech này vì giá nó vừa phải chăng với lại cái nhu cầu thực tế của mình. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành em bui nhá. Em sẽ... đây anh em nhé, đây là cái cây PC của em này. Đấy, em chạy thì em sử dụng là con mainboard là B460 Tomahawk của MSI. Đấy, cộng thêm với lại con i5-10600K anh em nhé. RAM thì em sử dụng RAM Hypex của Kingston. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành em tháo ra này. Thời tiết ngoài miền Bắc rất là nóng nhưng mà hiện tại thì dịch Covid đâm ra là cần em cũng muốn là có một cái con nguồn nó ổn định để sau mình có nâng cạc lên ý. Bởi vì em chuyên edit video nên ra là cũng gọi là làm nghiệp dư thôi, làm cho nó vui thôi anh em ạ. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành em sử dụng cái vít nhé. Đây, em tiến hành em mở cái lắp này ra này. Đầu tiên em tháo cái hai con ốc này ra, bốn con ốc này.
Đây là cái con nguồn VX Plus, con của iCrun em nhé. Em cũng không biết tiếng Anh đâu, thế cho nên là cũng nói gọi là phát biểu linh tinh thôi, anh em thông cảm vì tiếng Anh thì em không có giỏi. Đó. Con này thì vẫn còn bảo hành anh em nhé, vẫn còn bảo hành rất là lâu, hơn 30 tháng nữa. Rồi anh em nhé, bây giờ em sẽ tiến hành em mở ra này, em bỏ ra này. Đó, anh em nhìn thế này. Thực sự ra đây về máy tính này thì em không có am hiểu lắm đâu. Đây là căn bản này, mình thích thì mình làm thôi. Con này khá là nhẹ luôn. Bây giờ em sẽ tiến hành em lắp con X-Power vào nhé anh em nhé. X-Power 360 635. Nóng quá. Rồi, sau đó là em sẽ tiến hành sử dụng. Đấy, đi kèm nó sẽ gồm có 4 con ốc nhé, giúp anh em lắp nguồn này. Đó. Rồi. Một con này, tiếp đến là con thứ hai này, anh em bạn đối xứng với nhau nhé thì sẽ không lo bị hỏng. Con ốc thứ ba này, tiếp đó là con ốc thứ tư này, rồi ok anh em. Và sau đó là anh em tiến hành là anh em đấu với lại dây nguồn nhé, đấu với lại nguồn main board này. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều dây cho anh em này. Thì đây nó sẽ có một cái cổng này, cổng này là cổng cắm ở bên bo anh em nhé. Đó. Anh em nhìn phía trước này, một này, đây là cổng PCIe của VGA này, anh em
đường phía dưới. Đó. Đó. Đây là cổng này, là cổng này. Cấp điện này, anh em luồn phía trên này. Anh em nhớ là đi dây đâu kéo vào nhé. Đó. Alo em à. Ơi. Em gửi số của khách đấy, có nó hoài cái men cho em. Ừ rồi, ok em. Ok em, anh đang tháo tung máy tính này. Đâu, đang thay nguồn, chọc máy thì. Cái này đơn giản. Ừ rồi, ok em. Ok em, ok em. Alo anh à, anh ơi, ở đây nó có cái nguồn, nó có hai cái đầu giống nhau này, hai cái đầu này đều đi được lên trên à? Nó có chữ LST, hai chữ này đều có cái ký hiệu là LST. Vâng, ok anh. PC thì em để ở dưới rồi. VGA, vâng, đây là cổng VGA đây đúng không? Đúng rồi. Vâng. Còn đây nó có hai cái cổng nhé, hai cái cổng này. Hai cái cổng để cắm vào cổng. Thực ra bản chất là cái nguồn này nó để chạy như con máy USB này. Vâng. Cắm vào hai cái CPU thì bị cắm một cái thôi. À vâng, ok anh. Đây nó có cái ký hiệu là LST. Đúng rồi. LST. Rút mãi mới ra được anh ạ. Ui, sợ luôn. Mà cái con này nắm dây đấy. Dây sợ lằng ngoằng, răng ba lằng ngoằng luôn này. Vâng, ok. Đây là cổng SATA đúng không anh? Cổng này cắm vào cái nhỏ con HDD của mình này. Cắm HDD. Vâng, ok. Vâng. Để em đây anh em nhé, đây là cái con em sử dụng, là cái con ổ cứng của con laptop này. Ok anh em nhé, đấy em đã thành công thay bộ nguồn SimaTech này anh em ạ.
Đấy rồi, ok. Đó. Thế anh em nào mà đang tham khảo muốn thay nguồn thì có thể là, đặc biệt là những anh em mà chưa thay nguồn bao giờ thì có thể là xem cái video này của em nhé. Ok anh em, bây giờ thì em xin phép chào các bác, chào toàn thể anh em nhé.